Theo kế hoạch, sau khi dự lễ ký kết hiệp định giữa hai chính phủ Việt Nam và Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte sẽ tham quan khu vực trung tâm chính trị Ba Đình. Thế nhưng, ấn tượng với thời tiết thu Hà Nội, Thủ tướng Hà Lan đã đề nghị được đạp xe tham quan. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động trên được giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, khẩn trương họp bàn, xây dựng phương án, kế hoạch, tập trung lực lượng, phương tiện hiện đại nhất đã được lãnh đạo Bộ Tư lệnh quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ chiến sĩ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động tham quan bằng xe đạp của hai thủ tướng, một hoạt động chưa từng có trong tiền lệ. Công tác bảo vệ là rất quan trọng, đòi hỏi phải tính toán rất là kỹ lưỡng, cụ thể, bịt kín những sơ hở, dự kiến các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo an ninh an toàn trên cả ba không gian, trên mặt đất, dưới lòng đất và trên không, dọc cái tuyến phố mà hai thủ tướng sẽ đạp xe đạp. Với vai trò là đơn vị chủ công, phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã xây dựng phương án riêng về bảo vệ hoạt động ngoài trời, lựa chọn sĩ quan bảo vệ tiếp cận, bố trí sắp xếp lực lượng, phương tiện thật chi tiết, cẩn trọng và an toàn. Đây là lần đầu tiên đơn vị triển khai phương án bảo vệ hai thủ tướng đi tham quan trung tâm chính trị Ba Đình bằng phương tiện xe đạp. Đơn vị đã chuẩn bị hết sức chu đáo, bố trí lực lượng, chọn con người đến việc bố trí các cái phương tiện, trang thiết bị để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hai thủ tướng. Đồng thời cũng sẽ tạo cho hai thủ tướng cái không gian để có thể thoải mái có các cái hoạt động tham quan và giao lưu trong khu vực trung tâm chính trị Ba Đình. Thì di chuyển xe đạp thì chúng tôi lại có phương án là phải vừa đạp xe đạp, vừa quan sát, vừa nắm bắt tình hình để che chắn đảm bảo an toàn. Thủ tướng Hà Lan khi lên chuyên cơ, Thủ tướng đã đến bắt tay từng sĩ quan cảnh vệ và cảm ơn, nói lời cảm ơn rất chân thành với lực lượng cảnh vệ. Trước đó, để thống nhất các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã trực tiếp làm việc với đoàn tiền trạm của Cơ quan An ninh Ngoại giao Hoàng gia Hà Lan. Chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Thủ tướng Hà Lan thành công tốt đẹp về cả phương diện ngoại giao và an toàn. Đại diện Cơ quan An ninh Ngoại giao Hoàng gia Hà Lan đã đánh giá cao công tác phối hợp của lực lượng cảnh vệ Việt Nam. Điều này một lần nữa khẳng định uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh vệ Việt Nam, cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của lực lượng an ninh nước bạn.